Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Thưa quý vị và các bạn, theo tin tức từ trụ sở cứu hộ thảm họa sạt lở đất cực lớn ở huyện Huệ Thành, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, tính đến 23 giờ 30 phút ngày hôm qua, sau 6 ngày đêm liên tục tìm kiếm và cứu nạn, tổng cộng có 42 người thiệt mạng và 9 người mất tích, 21 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngoài ra, theo nhận định của các chuyên gia địa chất về đánh giá rủi ro tại địa điểm tìm kiếm cứu nạn và phát hiện các dấu hiệu còn sống của các chuyên gia y tế, công tác tìm kiếm cứu nạn thảm họa sạt lở đất đã kết thúc vào lúc 23 giờ 30 phút ngày hôm qua. Vào khoảng 21 giờ 20 phút hôm Chủ nhật, một vụ tai nạn sạt lở đất đã xảy ra tại hệ tầng sán đầu ở làng Bình Địa, thị trấn Tế Sương, huyện Huệ Thành, tỉnh Quý Châu. Sau khi thảm họa xảy ra, hàng nghìn lực lượng cứu hộ bao gồm cảnh sát vũ trang, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ mỏ, ứng phó khẩn cấp, công an, tài nguyên thiên nhiên, y tế, giao thông vận tải và dân quân đã vội vã đến hiện trường để thực hiện cứu hộ. Vào chiều ngày hôm qua, ngày thứ 7 của thảm họa lở đất lớn ở Huệ Thành, Quý Châu, nạn nhân của trận lở đất lớn đã được tổ chức tại tập đoàn Sán Đầu, làng Bình Địa, thị trấn Tế Sương, huyện Huệ Thành. Đại diện đội cứu hộ khẩn cấp, đại diện nhân viên cứu hộ y tế và đại diện dân quân, người dân địa phương và đại diện gia đình các nạn nhân và hơn 700 người đã tham dự để tang các nạn nhân của thảm họa sạt lở đất. Các nhân viên tại hiện trường xếp hàng ngay ngắn, trên ngực đeo hóa trắng, vẻ mặt trang nghiêm, tiếng còi thổi vang, mọi người đều lặng lẽ tưởng nhớ đến tài tưởng niệm các nạn nhân. Kể từ 23 giờ 30 phút ngày hôm kia, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra hộ khẩu và báo cáo của từng gia đình, so sánh DNA, thăm hỏi và những người sống sót. Phân tích dữ liệu lớn về an ninh công cộng, xác minh dấu vết liên lạc, kiểm tra điện thoại và video với những chính người sống sót và các gia đình theo nhóm, đơn vị đã được xem xét từng người một. Xác nhận cuối cùng rằng, khu vực thiên tai sạt lở đất có tổng cộng 22 hộ gia đình với 77 người, 8 người đến thăm người thân và bạn bè và người lao động nhập cư, tổng cộng có 85 người. Trong đó có 23 người cư trú ở nước ngoài, 11 người bị thương được tìm kiếm cứu nạn và đưa đi bệnh viện cấp cứu, 42 người chết và 9 người mất tích. Cũng tại Quý Châu, vào khoảng 21 giờ 20 phút hôm thứ Tư, một trận lở đất khác đã xảy ra tại hệ tầng sán đầu ở làng Bình Địa, thị trấn Tế Sương, huyện Thủy Thành, khiến 25 ngôi nhà bị chôn vùi. Sau khi nhận được báo cáo, các tỉnh ủy, thành ủy, quận ủy và chính quyền đã ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp, đồng thời khẩn trương tổ chức các đội khẩn cấp, công an, cứu hỏa, tài nguyên thiên nhiên, y tế, giao thông vận tải và các đội cứu hộ khác khẩn trương đến hiện trường trong đêm để tiến hành cứu hộ khẩn cấp. Tính đến 0 giờ 30 phút ngày hôm sau, đã cứu được 10 người. Hiện công tác cứu nạn khẩn cấp và xác minh số người mất tích đang được khẩn trương tiến hành. Kính thưa quý vị, kể từ đầu mùa hè, mưa lớn và lũ lụt liên tục xảy ra ở nhiều vùng của Trung Quốc. Đặc biệt trong những ngày gần đây, tình hình thiên tai ở Trùng Khánh, Từ Xuyên, Tân Cương, Quảng Tây, Hồ Bắc và các tỉnh, khu vực khác đặc biệt nghiêm trọng. Cho đến nay, số người chết vì lũ lụt ở Trung Quốc đã lên tới gần 700 người và thiệt hại kinh tế rất nặng nề. Mới cuối tuần trước, 7 quận bao gồm quận Hoàng Phì, Giang Hạ, Hán Giang, thành phố Hồng Hồ, thành phố Chi Bi, quận Giang Ngư và quận Tiên An thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu gió và mưa đá, khiến 374.500 người bị ảnh hưởng và hơn 10 người chết do thiên tai, 323 người bị thương. Ngoài ra, nhiều nơi ở Tân Cương bị lũ quét, khiến một số con sông bị chặn, đập và đất canh tác bị cuốn trôi, các cơ sở điện và đường xá bị hư hỏng. Hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt trên đường đi. Những trận mưa xối xả liên tục ở Quảng Tây đã gây ra lũ quét và nước sông dâng, ảnh hưởng đến 1.830 người và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 9,84 triệu nhân dân tệ. Một mỏ than ở tỉnh Hà Nam bị sập do mưa lớn khiến 70 thợ mộc bị mắc kẹt dưới lòng đất. Các nhà chức trách đang tiến hành các bước để giải cứu. Tại Hồ Nam, Quý Châu và những nơi khác cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở các mức độ khác nhau. Số người chết vì lũ lụt, sét đánh và lở đất trên cả nước cho đến nay đã lên tới gần 700 người, truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm thứ Hai. Dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã lên tới gần 120 triệu người và thiệt hại kinh tế lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Các nhà khoa học nói rằng sự nóng lên toàn cầu thường dẫn đến hạn hán, nhưng khí hậu ấm hơn cũng có thể làm cho không khí ẩm hơn, dẫn đến mưa xối xả cục bộ. Dự báo thời tiết cảnh báo rằng trong vài ngày tới, các khu vực phía Tây Nam bao gồm Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên và Hồ Bắc có thể hứng chịu mưa lớn. Điều này sẽ khiến công tác cứu trợ lũ lụt tại địa phương gặp thách thức lớn hơn.
Thưa quý vị, hôm qua, Ban Dân chính tỉnh Vân Nam cho biết một số khu vực của tỉnh Vân Nam đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất ở nhiều nơi ở Vân Nam. Tính đến 16 giờ chiều ngày thứ Tư, thiên tai đã ảnh hưởng đến tổng cộng 818.300 người tại 7 thành phố của tỉnh Vân Nam, 30 người chết, 15 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 300 triệu nhân dân tệ. Theo Lý Quốc Tài, Giám đốc Ban Cứu trợ Thiên tai thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam, do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới hướng Tây số 5, từ 4 ngày qua, một số khu vực tỉnh Vân Nam đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa lớn khiến Vân Nam, Văn Sơn, Hồng Hà, Triệu Thông, Ban Na, Sở Hùng, Lệ Giang, Lâm Thương và những nơi khác bị lũ lụt, lở đất ở các mức độ khác nhau. Theo thống kê của Ban Nội chính tỉnh Vân Nam, tính đến 16 giờ chiều ngày thứ Tư, thiên tai đã khiến tổng cộng 818.300 người tại 7 thành phố của tỉnh Vân Nam bị ảnh hưởng, 30 người chết do thiên tai, 10 người bị thương, hơn 2.400 người phải di rời tái định cư khẩn cấp, hơn 470 nhà bị sập, hơn 1.600 hộ bị tốc mái, hơn 7.600 nhân khẩu bị thiệt hại. Hơn 40.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, hơn 7.000 hecta mất trắng, giao thông, điện, thông tin liên lạc, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Thảm họa đã gây ra tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 300 triệu nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại kinh tế trực tiếp về nông nghiệp là gần 200 triệu nhân dân tệ. Đặc biệt, khu Tiểu Thủy Yến thuộc làng Thạch Đầu, thị trấn Du Long, huyện Mã Quan, quận Tự Trị, Văn Sơn Trang và Miêu, tỉnh Vân Nam đã bị sạt lở đất do mưa lớn nhiều ngày, khiến 14 người chết, 5 người bị thương và 7 người mất tích. Hiện quân đội đã cử 120 người tham gia tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích. Sau thiên tai, các ban ngành liên quan đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn những người bị vùi lấp, làm tốt công tác hậu sự cho người quá cố, vận chuyển kịp thời vật tư cứu trợ thiên tai, sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, tiến hành điều tra những nguy cơ tiềm ẩn của tai biến địa chất để ngăn chặn triệt để các tai biến thứ cấp. Thưa quý vị, tuần qua, theo Chi cục Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng mưa lớn nên có tổng cộng 8 sông và 10 trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh đã đạt trong tình trạng báo động từ 8 giờ sáng ngày thứ Tư đến 20 giờ tối ngày thứ Năm. Tính đến 20 giờ ngày thứ Năm, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 3 trạm thủy văn vượt mức cảnh báo hoặc sát mức cảnh báo. Theo số liệu quan trắc của Phòng Khí tượng Thủy văn, từ 8 giờ sáng ngày thứ Tư đến 20 giờ tối ngày thứ Năm, khu vực phía Bắc và phía Đông tỉnh Quảng Đông có mưa to, lượng mưa phân bố chủ yếu ở Thanh Nguyên, Thiều Quan, Sán Uy và những nơi khác. Trong đó có 3 trạm có lượng mưa cả kỳ lớn hơn 350mm, 514 trạm có lượng mưa lớn hơn 200mm, chiếm khoảng 12% số lượng trạm quan trắc và 1.142 trạm có lượng mưa lớn hơn 100mm, chiếm khoảng 26% tổng số trạm quan trắc trạm. Trong số đó, các trạm có lượng mưa tương đối cao trong khoảng thời gian này là Ga Tế Đàn, thị trấn Thạch Cốc Đường, thành phố Anh Đức, thành phố Thanh Nguyên là 367,5mm, trạm cộng đồng Bột Lạc, thị trấn Bột Lạc, thành phố Anh Đức, thành phố Thanh Viễn 365,3mm và Ga Hoàng Đông, thị trấn Thạch Cốc Đường, thành phố Anh Đức, thành phố Thanh Nguyên là 354mm. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn cục bộ, tính đến 20 giờ ngày thứ Năm, 3 trạm thủy văn ở lưu vực sông Bắc Giang đã vượt quá mức cảnh báo và trạm Anh Đức tại thị trấn Ưng Thành, thành phố Anh Đức trên dòng chính sông Bắc Giang đạt đỉnh lũ vào lúc 19 giờ tối ngày thứ Năm với mực nước là 28,37m, cao hơn mực cảnh báo 2,37m, mực nước cảnh báo là 26m. Lúc 18 giờ mực nước đỉnh lũ là 30,99m, mực nước cảnh báo là 31,5m, đến 20 giờ mực nước hạ xuống còn 30,8m, mực nước đỉnh kép lúc 18 giờ là 42,56m, cao hơn báo động 30,16m, mực nước cảnh báo 31,5m, mực nước biển 42,4m, đến 20 giờ mực nước rút về 42,35m. Hiện nay, trừ một số sông đã vượt mức nước cảnh báo, mực nước các sông chính trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng chung của bộ phận không khí lạnh yếu và rãnh khô đang di chuyển chậm xuống phía Nam, nên từ ngày thứ Năm đến thứ Sáu, hầu hết các nơi trong tỉnh Quảng Đông vẫn có mưa to đến rất to và một số thành phố và quận sẽ có dông bão và gió giật mạnh cấp 8, mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác. Các chuyên gia thủy văn chỉ ra rằng Quảng Đông hiện đã bước vào mùa lũ, tình hình phòng ngự diễn ra gay gắt và phức tạp. Các địa phương phải hết sức chú ý đến điều kiện mưa, nước, lũ và công việc. Đặc biệt, phải làm tốt công tác phòng chống ngập lụt đô thị, sạt lở đất, lũ quét và các thiên tai địa chất khác. Thực hiện các biện pháp phòng chống bảo vệ có hiệu quả, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Mưa lớn cũng đang diễn ra ở một số khu vực Trùng Khánh, một số sông vừa và nhỏ dâng cao đáng kể. Theo quan trắc của trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Năm, ở Đông Bắc và Bắc thành phố Trùng Khánh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, cục bộ mưa nhẹ đến mưa vừa ở các khu vực khác.
tại Vạn Châu, Khai Châu, Vân Dương, Phượng Kiệt, Vu Sơn, Vô Tích, Lương Bình, huyện Bắc Giang, Hình Bá, Bắc Bắc, Hợp Xuyên, Trung Sương, Bích Sơn, Phụng Đô, Trung Tiên, Thạch Châu, Tiềm Giang và 17 quận huyện khác có mưa lớn. Trong đó mưa lớn xảy ra ở 3 huyện và quận bao gồm Vạn Châu, Khai Châu và Vân Dương. Lượng mưa hàng ngày lớn nhất xảy ra ở làng Trung Hưng, thị trấn Nhân Hòa, Vân Dương là 184,5mm. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa, mực nước đỉnh tại trạm giao cao của sông Giao Cao ở huyện Phượng Giới là 371,32m vào lúc 8 giờ ngày thứ Năm, vượt quá mực nước đảm bảo 1,2m và vượt quá mực nước cảnh báo 2,52m. Đến 19 giờ tối cùng ngày, mực nước đã trút xuống dưới mực nước báo động. 34 con sông vừa và nhỏ, bao gồm sông Mai Tây ở Phượng Giới và sông Puri ở Khai Châu, đã trải qua quá trình lũ lên tới từ 1-3m, mực nước cao nhất không vượt quá mực nước cảnh báo. Mưa vừa đến mưa to ở lưu vực sông Khúc Giang ở Từ Xuyên, mưa lớn cục bộ, mưa từ nhẹ đến vừa ở lưu vực sông Gia Lăng, sông Phúc Giang và sông Quỳnh Giang và mưa nhỏ ở lưu vực sông Ngô Giang ở Quý Châu. Thế nước tại các trạm điều hành chính của các sông ổn định, không xuất hiện quá trình lũ rõ rệt. Theo quan trắc của Cục Thủy văn Thượng nguồn sông Dương Tử, mực nước tại trạm Khu Tan trên sông Dương Tử lúc 8 giờ ngày thứ Năm là 163,04m, thấp hơn mực nước cảnh báo 17,46m, tốc độ dòng chảy là 9.160m³ mỗi giây, mực nước giảm. Mực nước tại trạm Bắc Bắc trên sông Gia Lăng là 174,8m, thấp hơn mực nước cảnh báo 19,7m, tốc độ dòng chảy là 1.100m³ mỗi giây. Mực nước tại trạm Vũ Long ở sông Vũ Giang là 177,66m, thấp hơn 15,34m so với mực nước cảnh báo. Tốc độ dòng chảy là 3.410m³ mỗi giây và nước vẫn đang tăng lên. Dự báo từ 8 giờ sáng ngày thứ Năm đến 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, một số sông vừa và nhỏ ở khu vực Đông Nam Bộ và Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ với các mức độ khác nhau. Mực nước cao nhất hầu hết ở các sông ở mức thấp hơn cảnh báo mực nước. Một số sông có thể vượt qua mực nước cảnh báo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.